có một loại nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả Đánh thức hương vị đậm đà thường hạn Đặc cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa Để luôn nhắc ta nhớ về cội Nước mắm hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Perth, nước mắm hoàng gia đang được bán sỉ và lẻ tại hệ thống siêu thị MCQ. Đông trùng hạ thảo 3 in 1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà cũng như những người bị suy nhược cơ thể có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022 at gmail.com xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tiếp tục diễn ra khiến ngày càng nhiều người về hưu có cảm giác không an tâm về tài chính. Trong khi đó, để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2032, có nhiều ý kiến cho rằng nên xây sân vận động mới thay vì nâng cấp sân cấp 3, nhưng thủ hiến Queensland đã bác bỏ ý tưởng đó. Trong đời sống hàng ngày, tiếp tục có những vụ lừa đảo lấy tiền đặt cọc mà không hoàn thành công trình bị phanh phui, hay việc người khuyết tật đi máy bay còn gặp nhiều khó khăn. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Việt TV. Đầu tiên là tin đời sống đắt đỏ khiến nhiều người về hưu cảm thấy không an toàn. Một cuộc khảo sát mới cho thấy, trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt còn tiếp diễn, thì đa số cư dân Úc đều cảm thấy hài lòng với việc nghỉ hưu, nhưng 2 phần 3 nói rằng họ lo lắng về vấn đề đảm bảo tài chính. Cuộc khảo sát mang tên YouGov do công ty đầu tư Challenger ủy quyền đã khảo sát 1.000 người Úc trên 60 tuổi. Kết quả cho thấy trong khi những người về hưu đứng ở mức 70 trên 100 điểm về chỉ số hạnh phúc khi hưu trí, thì 2 phần 3 nói rằng chi phí sinh hoạt tăng cao đã ảnh hưởng đến cảm giác an toàn tài chính của họ thậm chí 38% cho biết họ lo lắng sẽ hết tiền khi nghỉ hưu. Tác giả của khảo sát và là chuyên gia về hưu trí Beck Wilson nói với đài số 9 rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày nay đang tạo ra sự bất ổn đối với cả những người đang phải sống tiết kiệm. Ông cho biết một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu là Terry và Kerry Cavendish cho biết họ đã tìm ra cách tiết kiệm bằng cách tham khảo ý kiến của các chuyên gia để lập quỹ hưu trí hàng năm giúp họ có thu nhập thường xuyên. Họ cho biết nếu hàng tháng biết rằng mình nhận được một số tiền cụ thể nào đó thì sẽ mang lại cho những người hưu trí cảm giác yên tâm về tài chính. Do có nguồn thu nhập ổn định, cặp đôi này đã có thể dành thời gian nghỉ hưu để đi du lịch nước ngoài, dành thời gian cho các cháu và có niềm đam mê với những chiếc xe cổ. Cuộc khảo sát cho thấy việc tham gia vào các hoạt động khác nhau mang lại niềm vui rất lớn cho những người về hưu, tiếp theo là sức khỏe tinh thần, ý thức về mục đích và kết nối xã hội. Trong đó tiền bạc Sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất là ba mối quan tâm lớn nhất mà những người tham gia khảo sát lo lắng. Giám đốc điều hành công ty khảo sát Challenger cho rằng, những người về hưu có thể nói chuyện với quỹ hưu bổng của họ về những lo ngại về tiền bạc hoặc sử dụng công cụ tính thu nhập hưu trí MoneySmart để xác định số tiền họ cần trong quỹ hưu bổng để có một cuộc sống về hưu thoải mái. Tin từ Queensland, thủ hiến bác bỏ ý tưởng xây sân vận động mới cho thế vận hội 2032. Những lời kêu gọi từ các vận động viên ủng hộ việc xây dựng một sân vận động mới cho thế vận hội Brisbane 2032 trong tuần này đã không thành công khi thủ hiến Queensland nhất quyết giữ kế hoạch nâng cấp các sân vận động hiện có. Cụ thể vào ngày hôm qua thứ năm, thủ hiến Queensland Stephen Mouse đã bác bỏ các đề xuất sử dụng nhiều tiền đóng thuế hơn để xây dựng một sân vận động mới cho thế vận hội Brisbane 2032 và thay vào đó vẫn nên tập trung vào một dự án cải tạo sân vận động Gabba. Ông Mouse nói rằng tiểu bang có thể nâng cấp sân vận động cấp 3 để cho phù hợp với những môn thể thao thi đấu trong thế vận hội mà không cần tốn thêm hàng tỷ đô la từ ngân sách. Tuy nhiên, được biết khoản tiền thu được gần 34 tỷ đô la từ thuế và tiền bản quyền đăng cai thế vận hội sẽ đủ để trang trải chi phí xây dựng một sân vận động mới, nhưng thủ hiến Stephen Mouse cho rằng nên dành chi tiêu số tiền đó cho các ưu tiên khác của người dân Queensland. Trong khi đó những người vận động cho sân vận động mới nói rằng Dự án năng lượng tái tạo thủy điện của Thủ Hiến ở phía tây Mackay có thể khiến người dân Queensland phải trả gấp 3 lần chi phí xây dựng một sân vận động mới. Trước chỉ trích này, ông Mouse thừa nhận dự án sẽ tiêu tốn nhiều hơn mức 12 tỷ đô la theo kế hoạch ban đầu, nhưng đó là một trong những ưu tiên của chính phủ. Nếu dự án được tiến hành, nó sẽ được xây dựng vào năm 2035, 3 năm sau Thế vận hội Olympic. Tin đời sống xã hội Thêm một kẻ lừa đảo xây dựng lấy tiền đặt cọc nhưng không làm. Cảnh sát Queensland vừa bắt giữ một người đàn ông tên là Brandon Hoswell, chuyên lừa đảo lấy tiền đặt cọc của khách hàng nhưng không bao giờ cung cấp dịch vụ như quảng cáo. Ông Brandon tuyên bố đang điều hành công ty làm hàng rào và lát ván sàn số 1 ở Brisbane, nhưng danh sách những người mà anh chưa hoàn thành công việc ngày càng nhiều trong khi đã cầm tiền đặt cọc của họ. Trong danh sách các nạn nhân, ngày càng dài có cô Jane, người đã giao khoản đặt cọc 8.000 đô la cho Brandon để xây hàng rào xung quanh ngôi nhà ở Gold Coast của cô. Cô khẳng định anh ta đã lấy tiền, phá bỏ hàng rào cũ và không bao giờ quay trở lại. Nay cô chuẩn bị được gặp anh ta tại tòa án. Ngoài tội lừa đảo khách hàng, Brandon còn phải đối mặt với 11 tội danh khác không liên quan, bao gồm sở hữu chất cấm, vũ khí, lái xe không có giấy phép và săn bắt trái phép động vật bản địa. Sau khi Brandon bị bắt, ngày càng có nhiều nạn nhân ra trình báo, như một bà mẹ ở Brisbane cho biết, Brandon đã biến mất cùng với 10.000 đô la tiền đặt cọc làm tường cho nhà bà và đó là số tiền bà rất vất vả mới kiếm được. Vào tháng 7 năm ngoái, bà đã trả tiền đặt cọc thuê Brandon làm một bức tường chắn mới và được thông báo rằng bức tường sẽ được hoàn thành trong vòng 6 tuần. Nhưng đã gần một năm trôi qua, công việc vẫn chưa xong và cũng không thể liên lạc được. Wayne là một nạn nhân khác đã rơi vào bẫy với những lời hứa ngọt ngào của Brandon khi tìm thấy doanh nghiệp của Brandon trên Facebook và trả khoản đặt cọc 8.000 đô la cho bức tường rào nhà mình. Ông cho biết vợ ông đã rút tiền từ quỹ hưu bổng của mình để trả cho công việc làm hàng rào của Brandon. Brandon đã đào hố dưới đất nhưng không bao giờ quay trở lại. Gia đình ông đã phải mất gấp đôi số tiền để hoàn tất công trình đó. Tệ hơn nữa, Wayne còn tuyên bố rằng anh đã thấy Brandon quảng cáo việc làm ở Vịnh Byron dưới một cái tên khác. Thực tế, Brandon đã đổi tên thương hiệu thành Queensland Fencing and Decking và đã làm việc với tên Curtier Constructions. Bây giờ anh ta bị cấm ký hợp đồng làm chủ doanh nghiệp với các tập đoàn xây dựng. Tin từ Victoria EPA bác bỏ chất amiang trong sân chơi ở Melbourne Cơ quan bảo vệ môi trường EPA cho biết họ đang liên hệ với một hội đồng ở phía tây Melbourne sau khi lớp phủ được cho là bị nhiễm Amiang được tìm thấy tại một sân chơi. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của EPA cho biết họ đã nhận được những phàn nàn của cộng đồng trên mạng xã hội về một bức ảnh chụp lớp phủ có vẻ gồm những mảnh vụn là vật liệu xây dựng tại khu bảo tồn Donald McLean ở Spotwood. Người phát ngôn của EPA cho biết họ tin rằng khối chất phủ này có thể chứa vật liệu xây dựng bị phá rỡ nên có thể chứa chất Amiang. EPA đã đến thăm địa điểm này và hài lòng với hành động của hội đồng. EPA cho biết bản thân họ đã tiến hành một số cuộc thanh tra trong năm tuần qua và không tìm thấy amiang trong lớp phủ vườn đó. Theo EPA, hầu hết các nhà sản xuất đều có hệ thống và quy trình sàng lọc tốt để đảm bảo các chất phủ được sử dụng là an toàn. Tuy nhiên, hiện nay, việc lớp phủ miễn phí được quảng cáo trên các thị trường trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và những lớp phủ miễn phí đó thường không được kiểm tra trước nên có thể chứa amiang nên cư dân cần cảnh giác và báo cáo mọi nghi ngờ cho EPA. Hãng Qantas bị chỉ trích vì thiếu hỗ trợ hành khách khuyết tật Đối với hầu hết mọi người, việc đặt vé máy bay nội địa rất nhanh chóng và đơn giản. Nhưng đối với những người khuyết tật phải ngồi xe lăn như cô Anwen Hammer, thì việc đặt vé cho một chuyến công tác với hãng Qantas vào tháng trước đã trở thành một thử thách tốn kém tới 6.400 đô la, kéo dài nhiều tuần khiến cô cảm thấy rất thất vọng về các dịch vụ hàng không dành cho người khuyết tật. Hành khách sử dụng xe lan 46 tuổi này là thành viên hội đồng của Regional Arts Australia gọi tắt là RAA và cần bay giữa Perth và Canberra để làm việc. Cô Hammer và nhân viên hỗ trợ của cô đã phải đặt các chuyến bay hạng thương gia với chi phí rất lớn vì Qantas không thể đáp ứng nhu cầu tiếp cận của cô trong hạng phổ thông. Bởi cô mắc chứng loạn dưỡng cơ, làm đôi chân rất yếu và thường phải cần một tấm ván trượt, một miếng gỗ hoặc nhựa phẳng để chuyển từ xe lan sang ghế máy bay, nên ghế máy bay bên cạnh phải để trống không thể bán vé cho hành khách khác. Trong một chuyến bay năm ngoái, cô Hen rất buồn khi được phi hành đoàn thông báo rằng việc cô không thể di chuyển đã khiến chuyến bay bị trì hoãn và gây bất tiện cho phi hành đoàn. Trong tương lai, họ nói rằng cô cần đặt chỗ qua đường dây điện thoại có nhu cầu cụ thể của hãng hàng không. Vì vậy, khi đặt vé cứ hồi Perth Camera trong năm nay, cô thực hiện như chỉ dẫn nhưng cũng không đơn giản. Sau nhiều tuần cuối cùng chỉ còn có hai lựa chọn là mua hai ghế ở hạng thương gia giảm giá 50% nhờ thẻ giảm giá Qantas của cô trị giá 6.395 đô la. Hai là mua bốn chỗ ngồi ở hạng phổ thông để cô có nhiều không gian hơn với mức giá đầy đủ lên tới hơn 8.000 đô la. Các vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra ngay cả sau khi mua vé hạng thương gia. Đó là 20 phút trước khi lên máy bay, cô Helmer cho biết cô được thông báo rằng ngay cả hạng thương gia cũng không có đủ chỗ để sử dụng ván trượt của cô, Thay vào đó, cô phải được nâng lên bằng cần trục, một thiết bị mà cô chưa từng sử dụng trước đây và khiến cô có cảm giác như mình trở thành một vật thể, chứ không phải con người. Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi sự cố đáng lo ngại mà cô Helmer cho biết đã gặp phải với Qantas trong nhiều năm. Tiếp theo là tin cảnh báo kết quả sai trong bộ dụng cụ thử nghiệm nhanh COVID-19. Theo thông báo mới nhất từ cơ quan quản lý dược phẩm TGA, những ai sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 cần phải xem xét cẩn thận các đường mờ xuất hiện trong thẻ. TGA cho biết các nhà sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm Fantest COVID-19 đã phát hiện khả năng bộ dụng cụ này hiển thị các vạch xét nghiệm dương tính với độ mờ khác nhau. Do vậy, người dùng được cảnh báo rằng một vạch mờ xuất hiện ở phần kiểm soát tức là C vẫn là dấu hiệu cho thấy kết quả xét nghiệm dương tính mạnh với virus. TGA cho biết tờ hướng dẫn sử dụng cũng nêu rõ rằng Kết quả hợp lệ xảy ra khi một vạch màu xuất hiện trong vùng kiểm soát C. Tuy nhiên, khi thu được kết quả dương tính với COVID-19 thì có khả năng xuất hiện một đường kiểm soát mờ nhạt. Điều này đã gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng và có thể hiểu sai rằng kết quả xét nghiệm không hợp lệ, trong khi thực tế đó là kết quả dương tính hợp lệ. TGA cho biết nhà sản xuất đã cập nhật phần hướng dẫn cụ thể cho các lô sản xuất sau tháng 2 năm 2024 để bao gồm cả thông tin về khả năng xuất hiện vết mờ trên vạch kiểm soát C. Cuối cùng là thông tin về tình hình thời tiết ở các bang. Một hệ thống thời tiết khắc nghiệt đang di chuyển đến khu vực bờ biển phía đông của Úc, khiến chính quyền các tiểu bang miền đông phải đưa ra cảnh báo về mưa lớn, làm tăng nguy cơ lũ lụt, gió giật mạnh và lở đất. Theo dự báo từ nhà khí tượng, một số khu vực ở đông nam Queensland và miền đông New South Wales có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 300mm trong 48 giờ từ thứ Sáu đến thứ Bảy, trong đó Sydney, Blue Mountains và Illawarra có thể sẽ hứng chịu tổng lượng mưa đáng kể này. Thời tiết tồi tệ nhất xảy ra vào hôm nay thứ Sáu với các khu vực từ Brisbane đến bờ biển phía nam New South Wales được dự báo sẽ có lượng mưa từ 50 đến 100 mm. Cư dân của hai bang này đang được cảnh báo về nguy cơ lũ lụt gia tăng do một số lưu vực ở Queensland và miền bắc New South Wales có lượng mưa lớn. Các cộng đồng dọc bờ biển phía đông New South Wales được cảnh báo đề phòng lũ lụt, bão khi dự báo sẽ có mưa lớn trong thời gian 3 ngày. Lũ lụt từ nhỏ đến lớn có thể xảy ra dọc theo sông Hosbury-Nepin từ cuối ngày thứ Sáu. Ngoài ra, có thể có rông bão trên các dãy sông phía Bắc và gió giật có tốc độ lên tới 100 cây số giờ dọc theo bờ biển. Cư dân cũng được cảnh báo hạn chế ra bờ biển vì sóng mạnh và lở đất có thể xảy ra khi những cơn sóng cao tới 5 mét vào thứ Bảy. Vào cuối tuần, đợt mưa gió này sẽ di chuyển về phía nam tới Victoria và phía đông Tasmania. Trong khi đó, một cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đã được ban hành cho phần lớn bang New South Wales trong tuần tới vì bang này được dự báo sẽ phải hứng chịu mưa lớn và lũ lụt trong bối cảnh du lịch xuyên bang bắt đầu gia tăng khi kỳ nghỉ học của học sinh bắt đầu. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.